chào các bạn. Hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì là mình xuất phát từ giữa nửa đêm về đi đến một cái địa điểm gọi là cắm trại dưới chân núi Phú Sĩ. Thì cái địa điểm này rất là gọi là đông khách ấy các bạn ạ, cho nên là hầu như người ta phải xếp hàng từ nửa đêm cho đến sáng thì mới vào check in được. Thì mời các bạn đi cùng với nhà mình trong hành trình này nhá. Thực ra đi thì cũng không đúng đâu, bởi bây giờ mình ngủ đây, bởi vì bây giờ là 12 giờ tối mà. Cái trại này gọi là cái trại gọi là nơi gọi là thánh địa của dân cắm trại. Đấy, nhà mình mong ước đi rất là lâu rồi, nhưng mà thôi mãi có đợt này mình mới tranh thủ đi được. Đấy, thì là mình thử xem rồi các bạn sẽ xem cùng nhà mình nhá. Đây đây này, đây nhà mình đi buổi đêm. Cho nên là các bạn này, bọn trẻ con là ngủ hết rồi, hay là mình cho đắp chăn ngủ dưới như này. Đấy, nhìn đồ này, đồ chạy đi mùa đông rất là nhiều cho nó kín hết cả xe luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu xuất phát nhá. Bây giờ là 2 giờ 25 rồi nhá. Đấy, sau gần 2 tiếng rưỡi lái xe thì mình đã đến nơi rồi. Đây này, cái này đây này, Koan Campuzo. Đấy, mình đang đến đây rồi. Đấy, đã thấy một loạt mấy cái xe đang chờ trước mình rồi. Đấy, nó phải đến 6-7 cái xe. Chắc nó ngủ. Đến nó check in xong bắt đầu nó ngủ. Bây giờ mình cũng ngủ thôi. Bây giờ mình mới bắt đầu vào check in. Đấy, tầm giữa đêm này mà vẫn làm việc cho mình check in thì biết nó nổi tiếng nhà. Đây, bây giờ mình check in xong rồi ra mình ngủ tiếp nha. Chờ đi nha. Ngủ lên ngủ xuống mấy giấc rồi vẫn chưa được vào check in các bạn. Từ xa đã nhìn thấy núi Phú Sĩ rồi các bạn nhỉ. Đấy, đã thấy bắt đầu mờ mờ. Thực ra trong lòng nghĩ không biết là đẹp như mức nào mà phải đi từ đêm mà chịu lạnh như thế này, thì vẫn phải cố gắng đợi đến gọi là bình minh. Đây cũng là thánh địa của dân đi kem á, cho nên là các xe ô tô cũng xếp hàng dài đợi chứ không phải mỗi riêng nhà mình. Hi, good morning. Bây giờ đã là 6 rưỡi rồi. Đấy, trong nhà mình chờ ngủ ở xe mấy tiếng thôi, bây giờ sáng ra rồi. Mà nhìn thấy núi Phú Sĩ từ xa kìa. Đấy, dưới ánh sáng mặt trời mới mọc lên trông rất là huyền ảo. Còn đây là cái hàng xe để xếp hàng vào trại. Đấy, nhà mình đã đến từ đêm qua là từ 2 giờ rưỡi. Nhưng mà cũng chỉ là đứng thứ 6 thôi. Đấy, trước nhà mình là còn một loạt xe này. Đấy. Đấy, đây là các nhà đến trước ở chờ sẽ xếp hàng vào trước. Mình sẽ vào sau, nhưng mà thứ 6 cũng là khá là chuẩn rồi, nó tốt rồi đấy. Đấy. Đúng là cũng đất nước của kiểu dị dị quái quái, đích độc lập, không chỉ yên tĩnh, bởi vì rất là nhiều những cái kem mà gọi là kem solo kem ấy các bạn ạ, không phải là kem của gia đình đâu. Mà đang chồng mình đang bảo là kia cái này của mỗi nhà mình đi ấy. Vì gia đình nó ít ấy. Toàn là bọn cứ bọn một mình ngồi trước lều đây. Solo kem mà nó bé tí ấy, các bạn. Lái ô tô nữa. Vì cái chỗ này rất là đẹp đây. Đấy. Nó hơi chật tí thôi nhưng mà vì có người ta đang nhắm nho rồi, mặt mình cứ dày mình nhảy vào thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ dỡ đồ xuống. Let's go! Chiếm được cái lều mình to nhỉ, là mình vĩ đại đấy. Chiếm tích thì biết làm sao được, nhà mình xuyên hết trong lều, nhà mình không lạnh, không ở trong táp như này thì... Đây, mình chơi cái gì đây con? Không chơi gì à? Chỉ bị tai nạn không sập cái hộp xuống à? Bên đây là có cả cái giá đúng không? Để đổ đồ, lát nữa để đồ vào cho mẹ nè. Đổ vào đây cho cậu. Đặt lên. Đấy, đẹp. Rồi, bây giờ là 9 giờ rồi. Đấy, nhà mình đã dựng xong trại rồi. Đây, chào các bạn nhá. Đấy, phòng trong này là ngồi đây luôn, ăn trong nhà, nấu ăn đây. Ăn mì, buổi sáng mình làm ăn mì, ăn liền cho ngon nha. Ở trong này vẫn luôn đều máy sửa lên rất là ấm luôn, nóng luôn. Đấy, cái điều đặc biệt nhất của cái trại lần này các bạn biết là gì không? Đây này, nhìn đây này. Mình ngồi từ trong nhà, lều nhìn ra kia. Đấy, kia chính là núi Phú Sĩ, đúng không? Ngồi đây ngay nhìn núi Phú Sĩ cả ngày, mình chỉ ngắm núi Phú Sĩ này tuyệt vời luôn. Đấy, xong mình dựng ghế rồi, đấy, tí nữa mình ăn xong rồi ra ngồi đấy, đốt lửa liếc, đúng không? Tuyệt vời. Đấy, cái trại được cái vị trí nhà này. Đấy, nha. Nó xô nha, tụi bạn ăn nha.
Đấy, góc nhìn từ trong trại ra này. Đấy, đây là cửa trại mình nhìn ra. Đấy, tuyệt vời chưa? Đấy, đây là cảnh xung quanh hồ. Đấy, mọi người xây dựng, người nào mà chiếm một vị trí tốt mình xây dựng trại xung quanh cái bờ hồ nhà này. Đấy, xong là nghe tiếng hồ róc rách, xong là nhìn thẳng với Phú Sĩ. Đây là buổi sáng, ngược sáng này, trong buổi chiều với núi nhìn sẽ rất là đẹp nha. Xuất phát từ coi như là 12 giờ đêm đấy. Bây giờ là 9 giờ sáng và mình bắt đầu mới xong hết, nhà mình bắt đầu có bữa sáng. Thì thực ra đi như này là nhà mình gọi là nhà nhỉ, hư hỏng. Thoải mái hư hỏng thôi, vụ như là 9 giờ có thể ăn mì ăn liền. Mình thì kiểu gia đình nhiều khi cũng giữ sức khỏe, không dám ăn mì ăn liền nhiều. Nhưng mà đi chơi đây là thả ga tè phanh, có nghĩa là đúng rồi, sáng ra là uống rượu uống bia xong hư hỏng, cứ golo golo, tức là cứ lăn lộn để chơi bời từ 9 giờ sáng. Em bảo là mì ăn liền thôi, không có gì quý báu lắm các bạn, ở đây tự nhiên lại cứ phải trao đổi tình thân mến thân, mỗi người thử một vị, sau đó thì mỗi người lại trao đổi với nhau một tí mà xem là mì ăn liền 100 yên, tức là loại rẻ, rất là rẻ tiền ấy, giống như là ở Việt Nam mình ấy 5-7 nghìn một gói mì ấy. Ăn nó phải như thế nào là tất cả mọi người cùng phải vui vẻ mà trao đổi đấy. Bát mì gọi là ngon nhất thế gian là bát mì ở đây đúng không? Chị nấu gì bên hồ đấy bạn ơi? Hôm nay mình sẽ nấu món thịt bò sốt vang. Oh yeah. Ăn với bánh mì. Yeah. Hay cũng gọi là bò kho đấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nấu thịt tiếp, thì mình đã làm hết ở nhà rồi. Bây giờ mình đang phi tỏi này. Đấy, tỏi thơm lắm rồi. Đó, mình sẽ cho thịt bò gân bắp ạ. Bắp hoa vào đây, với gân bò vào đây mình xào đấy, lên. Bữa ngon đấy. Đấy, trưa nay nhà mình sẽ ăn món này. Thì để tiết kiệm thời gian ấy thì mình sẽ bù nhiều quá. Thì mình sẽ mình sẽ cho mang nồi ủ theo nữa các bạn ạ. Thì mình đun nó chín một lúc xong rồi mình ủ là được rồi. Gì chứ, như mình có cái nhà cơ động mà đúng không? Thô hết tất cả mọi thứ. Khách sạn là ngàn sao, nhà ngôi nhà gọi là biệt thự ngoài trời mà các bạn. Đủ hết thứ, chả thiếu chứ gì cả. Sau khi mình xào qua thịt bò rồi đấy, với cả cho cả cái một tí rượu vang vào nó để đỏ này các bạn ạ. Đấy, hoa hồi hoa hiếc thì bây giờ mình sẽ đậy lắp lại cho nó sôi và xong mình nồi ủ thôi. Thế là mình trưa này đã có một bữa ăn rất là ngon rồi. Mình đang trông nồi sốt vang các bạn ạ. Vừa trông nồi sốt vang lại vừa làm ly vang. Thế mà trước mặt là núi Phú Sĩ, kiểu như này ấy thì như nào nhỉ? Gọi là phải trông nồi sốt vang thì cũng xin tình nguyện, bởi vì vừa được trông nồi, vừa được ngắm núi Phú Sĩ, lại còn vừa được làm một ly rượu vang, vang rất là ngon. Vang này móc trộm của chồng đấy. Vang này uống ấy, mình đổ vào trong kia mình nấu rượu vang luôn. Các bạn bí mật nhá. Đây, đây là khu bếp nhà mình nhá, bếp phòng khách luôn. Nồi ủ các bạn, nồi ủ thì ở Việt Nam quá nổi tiếng đúng không? Thế bây giờ mình sẽ mắc nồi ủ lên trên. Này. Mắc cái nồi ủ vào đây xong rồi cho vào trong cái này. Để ra ngoài kia là mình nhàn lắm các bạn ạ. Đến trưa là mình có cái ăn rồi. Đấy. Ừ. Rồi, bây giờ xong thì mình ăn sáng xong rồi. Sáng đêm qua mình dậy sớm quá, thế nào bây giờ. Đấy, ta ăn sáng xong rồi thông thả, đóng cửa trại lại ngồi nghỉ ngơi. Người nào làm việc người đấy. Đấy, con bé lớn thì con sách đi học. Nhà con nhà, con sách đi học chăm chỉ nhá. Ngủ à. Đấy. Hai mẹ con thì đi ngủ. Đấy. Mình cũng chuẩn bị làm ly rượu vang rồi, mình cũng đi ngủ một giấc. Đấy. Đây là cái lò sưởi các bạn ạ. Cái lò sưởi nhà mình ấy, ngoài là ngoài cái chức năng để sưởi ấm ra ấy, nó còn có ở trên này người ta còn đun nước nữa. Cho nên mình đặt sốt vang lên trên này, mình ủ một chút rồi, gần như là chín rồi. Rồi mình đảo qua một tí cho nó sôi, cho nóng lại cả nhà ăn ấy. Ôi ngon đã các bạn ạ. Đấy, niềm vui sung sướng nhất là được hư hỏng lúc bất cứ giờ nào thôi. Mà ăn uống lộn xộn cũng như là nóng sốt ngon lành, thoải mái luôn. Đấy. Chả quế nhá các bạn nhá, chả quế chính tay mình làm đấy. Nên là mình sẽ cho lên đây mình phết. Sống ở Việt Nam ấy. Cho dầu vào, cho dầu vào chưa? Cho dầu thì nó ấy quá chứ. Đây là lần đầu tiên thử nghiệm món này đấy. Mình định làm món này lâu lắm rồi. Đấy, có cả cái bộ đồ nghề quay rất là lâu để quay vịt quay biết rồi, nhưng mà đầu tiên làm chả cốm. Chả quế. Chả quế. Cái chả quế ở Việt Nam ấy là mình cũng phải như thế này. Quan trọng là nó không rơi được đúng không? Đấy. Bọn Tây là nó không hiểu được, bọn Nhật nó không hiểu được cái món này của mình đâu các bạn ạ. Đó, cái món này mới là ngon này. Đấy, rất là ngon. Ta
Quay thì nó chín vàng lên. Thật chứ mình đi chạy không có cái mấy, không có cái chạy nào mà có cái dụng cụ quay xịn nha mình đâu. Bởi vì động đây dụng cụ là dụng cụ tự chế đấy các bạn ạ. Kỹ sư coi bạn mình là kỹ sư giỏi trong nhà máy của Nhật đấy, chế cho cái quay chả cốm chả quế thế này nó mới ngon đấy các bạn này. Ở dưới lửa nóng gian lên nó quay tròn. Đấy, đây kìa, xa xa núi Phú Sĩ. Ai, trong khi chờ chả nướng mình ngồi đây ha, làm cốc bia cả nhà ngồi cho sướng. Ăn ghế về sau rồi ăn đấy nhá, ăn bò kho nhá. Mình có ăn bò sốt vang nhỉ, ăn bò sốt vang vừa ăn rồi. Em bị đói chết à? Thì sẽ ăn thôi, em bị ăn đói rồi. Đấy, bây giờ là mình sẽ nướng bánh mì này để ăn bò sốt vang này. Đấy, mới lại chả với bánh dày nướng rất là thơm. Để ăn súp là chính, súp là rất là ngon, kiểu nó nóng ấy. Này, của anh chàng này. Thịt gân nhá, mình phải chọn thịt gân thì nó ăn cái đây nó mới không ngán các bạn. Với nước súp nhiều là thơm. Này là vị này. Hà Vi, Hà Vi, mấy đứa con này. Bánh mì đi. Để tí bỏ nước bánh mì kia vào. Chả chín chưa nhỉ? Bố nhỉ? Ôi có vẻ vàng rồi đấy, chín rồi đấy. Ăn thử đi anh ơi. Con bố mày kiếm được con dao chuyên nghiệp đấy. Rồi. Dao chỉ để dùng vào dịp này. Ôi. Thử xem mà. Mùi quế thơm đúng không? Hà Vi. Ăn thử đây, chả quế của mẹ đấy, chả quế nướng. À, ăn đây, quay đây, ăn quay xem. Ăn là còn phát biểu cảm tưởng chứ. Ngon quá. Mềm. Đúng không? Juicy đúng không? Mềm. Ôi giời. Có mỡ rất là ngon. Thành công rồi. Thành công rồi cậu ơi. Ngon nhỉ? Các bạn này tranh nhau tự cắt. Wow. Ôi, đấy, nó đấy là nó. Ăn thử em à. Ăn thử em à. Phù. Phù. Ngon quá. Ngon quá nhỉ, tuyệt vời nhỉ. Bánh dày Nhật nhá, xong rồi nướng với cả giò chả lên là nó rất là phê. Yeah. Giống kiểu Việt Nam. Navi thì ăn chả không thôi, đúng không? Đây này, không phải làm hàng đâu nhưng mà hai đứa này nó ăn như ngoé thật này, ăn thật thế này. Tự cắt tự ăn như ngoé này. À, phân bố miếng nhá. Biết quay này, nó biết quay để sang cái chiều khác để cắt cho đều phải không? Siêu phết nhỉ, La Vi, người tiêu dùng sành điệu phết nhỉ. Người tiêu dùng thông thái. Chả pháp văn cả gì đấy. Đây, cắt cho bố đấy nhỉ. Thịt quá. Chuẩn quá. Cắt thịt miếng lại ra ngắm Núi Phú Sĩ, đớp miếng đúng không? Thao bố à? Thao bố à? Wow. Ngon quá. Đây là bánh dày nướng các bạn ạ. Bánh dày nướng của Nhật cũng ngon lắm. Xong mình sẽ kẹp với cái chả quế của mình nướng này. Ăn combo Việt Nam Nhật Bản. Vãi luôn ấy. Cái món này các bạn ạ, mình nói thực ra là nó còn ngon hơn bánh dày nguyên tác của Việt Nam ấy. Bởi vì tức là ấy, các bạn biết không, cái vỏ ngoài nó rất là giòn, Nhật nướng lửa mà nó giòn. Còn bên trong nó mềm. Mà cái chả quế, chả cốm, chả quế của mình rất là thơm rồi. Ăn nó vừa giòn vừa mềm mình cũng thấy rất là thú vị. Thú vị hơn là cái bánh dày. Rồi nhau ấy, nó chỉ dẻo thôi mà nó lại hơi lạnh lạnh đúng không? Nhưng bánh dày là bánh đồ ăn nguội mà. Đâu có nóng được sốt như này.